xin giới thiệu nhỏ, em có ba người, em tên là Trung, em tên là Bảo Thu, đây là tên bạn hàng. Nguyên liệu của nó là hai quả táo, một quả salad, một trái khóm, một quả chanh, ba quả cà chua, một trái dưa leo, một trái thanh leo, 50g mayonnaise, 40g sữa, 2 thìa canh mật eo và đường. Mình còn tước cái cây salad ra, tước con lá cho nó ra. Gọt vỏ còn em xin chế sữa rồi chiếm chứ mẹ không có bên tê.
Giờ chúng em sẽ làm nước sốt gồm có đường, sốt maroni, sữa đặc, nước cốt chanh, mật eo. Giờ em sẽ làm